Nhưng bây giờ nó cũng nhưng mà theo nó cũng có tùy lợi nhu nhuận cầu. cái đó đâu, thì đúng rồi, cũng có lợi nhuận là nó chơi cũng thôi. có lợi nhuận ở đâu Mấy thì thằng mới chơi mới thì đâu. mấy thằng mới tại vì nó là chẳng hạn như nó có thể là nó lấy hàng khác nhưng mà nó đưa vô chương trình đó đúng rồi nó của mình đúng. là dính luôn nhưng mà cái thằng sale này được lợi nhiều. Để uống nước mà để không biết mà thằng sale nó vừa ra là đi xài thời gian đủ số lượng là nó quen nó nhập về luôn. Cái cần ở Tú bây giờ là cần một đứa đủ má cách hay hơn. Đúng rồi. Đó, bữa giờ đợi cho con bé khách mà đủ má nó lơ là quá trời. Phải làm gì chứ đâu, nhưng mà ngồi đợi cho nó nửa mấy tiếng hồ được. Còn nữ là nó tập trung á, ý là nó cắt rồi, nó cắt xong rồi đến lúc mình nó sai mình cắt nó không kịp tới coi á. Đó, chồng không có tập.